Đẹp, bài vị làm rất đẹp. Nào được chưa con? Chỉ cần để vào rồi nhé. Có gì thì các chú các bác sẽ ấy sẽ lo nhé. Đấy, vào đây không được nhảy nữa con nhé. Đấy, Cái thần à? đây là bài vị thờ các thần nhé. Con thấy tượng thần đẹp không? Tượng thần rất đẹp nhé. Đấy, sơn thần rất đẹp. Thổ địa này, con nhìn thấy con đọc này. Đây, thổ địa thần ô thấu thổ phải thổ nào nào, không máy không nhảy thế con, vào đây phải nghiêm trang nhé. Đấy, tượng các thần rất đẹp. Đinh Dậu Hiên Cát Nhật Cẩn à? Đinh Dậu Niên Cát Nhật Cẩn Tạo, tức là được tôn tạo vào năm Đinh Dậu. Đinh Dậu Đó, ở năm nào? năm năm Đinh Dậu, thường chỉ biết năm Đinh Dậu thôi. Niên Cát tức là năm tốt đấy, Cát Nhật là ngày tốt. Đó. Tức là Kiến kiên thành kính phụng, tức là phải kiên, kiến. tức là kiến thành kính phụng. Con nâng lên cho thủ tư. Đẹp không? Thế đèn thờ đẹp không? Bố cài của con. Ừ. Bố sợ bụng con đi. Con phải cài áo vào. Bố sợ bụng con. Con không nghe lời bố con sẽ đau bụng đấy nhé. Lạnh mà. Đấy, để đi quanh đây. Đi quanh đây xem coi như là gió nó đưa mây từ dưới lên như thế nào. Đó. Bố đi ra chỗ khác. Này, đeo kính kiểu nhố vậy đấy. Ừ, đeo kính nào. Ừ. Khéo rơi kính là con ấy, con không nhặt ở đâu ấy nhá. Cái lạnh nó bị đóng băng vào cái kính của con. À. Đẹp quá. Đây là chốn bồng lai tiên cảnh. Ngã xuống cái này chứ. Núi cao dựng đứng nè. Hà đâu rồi? Thì Hà.